Này chúng ta sẽ để cho x thắng. X Angular. Xin chào Việt Nam và chào mừng các bạn đã đến với kênh Angular Cuốn Nhanh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng lập trình game tic-tac-toe, tức là game caro ba hàng trong Angular. Đầu tiên chúng ta sẽ tạo mới một project là giờ new tic-tac-toe. Chúng ta sẽ đặt tên là TTT. No. Set that. Chúng ta hãy cùng chờ đợi để hệ thống gen ra project cho chúng ta. Như vậy là hệ thống đã gen xong project cho chúng ta. Chúng ta hãy cùng mở project. Tiếp đến chúng ta sẽ cd vào trong project và ng sơ trừ trừ open. Đầu tiên chúng ta sẽ cấu hình file TypeScript app.component.ts. Hiện tại thì hệ thống của chúng ta, project của chúng ta sẽ là mặc định như thế này. Chúng ta sẽ cùng chỉnh sửa sau. Đầu tiên thì chúng ta sẽ khai báo một biến current player string và mặc định sẽ là x. Người người đánh chữ x sẽ đi đầu tiên. Tiếp đến là chúng ta sẽ khai báo cái bảng để chơi game. Thì bảng này là một ma trận gồm 3 hàng và 3 cột. Đầu tiên chúng ta sẽ để trống hết. Tiếp đến thì chúng ta sẽ tạo hàm make move có hai biến là biến row biến column. Chúng ta sẽ khai báo nếu biến nếu vị trí mà người chơi đang nhân đến là trống thì chúng ta sẽ đánh dấu cái dòng đấy và cột đấy sẽ là current player. Ví dụ người đầu tiên sẽ là x. Tiếp theo chúng ta sẽ kiểm tra sau khi người chơi đánh thì đã chiến thắng hay chưa. Chúng ta sẽ check. Nếu mà check row và check column hoặc là check hàng chéo thì sẽ trả ra thông báo là người chơi hiện tại đã chiến thắng và chúng ta sẽ reset game. Tiếp đến chúng ta sẽ chuyển người chơi. Nếu người chơi đang là x thì là o, mà là nếu đang là o thì sẽ chuyển sang x và chúng ta sẽ kiểm tra hòa. Nếu mà game hòa thì sẽ alert lên là game hòa và cũng reset game luôn. Xong hàm make move. Tiếp đến chúng ta sẽ khai báo hàm check row. Chúng ta sẽ lần lượt kiểm tra 3 row. Nếu mà một hàng mà cùng một kiểu thì sẽ là chiến thắng đấy, sẽ là return true. Còn không thì return fail. Tiếp đến là check xem cột, nếu mà cột cùng một cột mà có 3 chữ x hoặc 3 chữ o thì sẽ return true. Tương tự như check code rồi. Tiếp đến là check đường chéo. Này một trong hai đường chéo mà cùng là chữ x hoặc là cùng là chữ o thì return true, không thì return fail. Một trong hai đường chéo return true. Tiếp đến là hàm kiểm tra hòa. Nếu mà tất cả các ô đã được đánh hết rồi thì chúng ta sẽ return true, không thì sẽ return fail. Cuối cùng là hàm reset game. Chúng ta sẽ set lại current player là x và chúng ta sẽ xóa trắng cái bảng chơi game của chúng ta. Như vậy là chúng ta đã khai báo
xong tất cả các hàm. File TypeScript. Như vậy là phần code TypeScript đã xong. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần HTML. Chúng ta sẽ xóa bỏ code cũ đi. Thay vào đó, chúng ta sẽ tạo code của chúng ta. Chúng ta sẽ khai báo một div có class là bot này. Sau đấy, một div class bằng row. Các class này chúng ta sẽ dùng để tùy chỉnh CSS sau. Tiếp đến thì chúng ta sẽ tạo một ma trận 3x3. Đầu tiên sẽ là một div cell và có sự kiện click gọi đến hàm max mũi của chúng ta. Chúng ta truyền hai tham số là 0, 0, vị trí đầu tiên ở trong ma trận. Tương tự, vị trí tiếp theo là 0, 1, 0, 2. Đóng row thứ nhất, row thứ hai của chúng ta sẽ bao gồm row 10, 11 và 12. Row cuối cùng của chúng ta sẽ là row 20, 21 và 22. Như vậy là chúng ta đã tạo xong ma trận của chúng ta. Tiếp đến thì chúng ta sẽ chỉnh sửa CSS. Chúng ta sẽ truy cập vào file app.component.css. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cấu hình class bot bảng của chúng ta. Display bằng flex, flexion column, item bằng center. Chúng ta sẽ cho bảng của chúng ta sẽ ở giữa như thế này. Tiếp đến là class row, display bằng flex và class cell width bằng 50 pixel, hết cũng 50. Border 1 pixel solid black. Display bằng flat. Justify content bằng center. Item center. Font size 24 pixel. Font weight bằng bold. Cursor bằng pointer. Ok, như vậy là chúng ta đã cấu hình xong file CSS. Chúng ta sẽ nhấn Ctrl S save. Và điều kỳ diệu đã hiển thị ra. Chúng ta đã có một bảng cờ caro tích tắc tàu ở đây. Chúng ta hãy cùng thử chơi. Đầu tiên sẽ là x này, sau đấy sẽ là o, x o x o x o x. Như vậy là game hòa. Ok, chúng ta sẽ cùng chơi lại. Này chúng ta sẽ để cho x thắng, x win, và lần test cuối cùng chúng ta sẽ để cho o thắng. Win. Như vậy là ba cây của chúng ta đã hoàn thành, chúng ta đã test xong. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo về Angular. Tạm biệt Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Nếu các bạn thấy video hay, hãy ấn like. Nếu ấy hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè. Và nhớ subscribe để theo dõi và ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video bài học tiếp theo.